Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định thành lập thêm 4 khu cách ly tập trung nhằm tăng cường phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. 4 cơ sở được quyết định thành lập khu cách ly tập trung là Đại đội Bộ binh huyện Mộc Hóa, Đại đội Bộ binh huyện Đức Huệ, Đại đội Bộ binh huyện Vĩnh Hưng và đội K73 Kiến Tường. Trong đó, khu cách ly tập trung Đại đội Bộ binh huyện Mộc Hóa, Đức Huệ và Vĩnh Hưng có quy mô 200 giường bệnh và khu cách ly tập trung đội K73 Kiến Tường với quy mô là 50 giường bệnh. Khu cách ly tập trung có chức năng tổ chức tiếp nhận, theo dõi sức khỏe, cách ly những người có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trở về từ vùng dịch, theo quy định hiện hành của Bộ Y tế. Nhiệm vụ của các khu cách ly nhằm tổ chức phân loại ngay từ khâu tiếp nhận những người có nguy cơ nhiễm COVID-19 để đưa vào khu cách ly tập trung. Trong thời gian cách ly, nếu người cách ly có triệu chứng ho, sốt, khó thở thì chuyển đến một trong 4 bệnh viện có khả năng thu dung điều trị trên địa bàn tỉnh để điều trị.